Thôn vệ tinh không tập 294 và tập 295, chủ đại lục của diễm tế, đại lục, mai danh ẩn tích, thuyết minh tại kênh youtube Chuyện Hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tên ngư La Phong Suy Tư Một nhân vật vĩ đại như Hila Sáng tạo tuyệt học, nhất định rồi là cấp độ đỉnh cao. Tuyệt học như vậy, đương nhiên, phải được đặt tên rất nghiêm túc. Nên gọi là gì nhỉ? Đây là bí pháp chiến đấu cánh lân giáp, cũng có thể chuyển hóa thành phương pháp sử dụng chiến đao. Dược đao, đao chảm hư không? dược đao lục quyển cuộn dược đao thất quyển đây chủ yếu là dùng thí ngô vũ dược để chiến đấu gọi là thí ngô bí điển được không đây cũng có thể là đao pháp dùng huyết ảnh chiến đao để thi triển gọi nó là huyết ảnh bí điển trong đầu la phong hiện lên rất nhiều cái tên rồi lần lượt bị bác bỏ vẫn cảm giác còn kém một chút rốt cuộc còn thiếu cái gì nhỉ la phong không ngừng suy tư nhìn la phong suy tư hỗn độn thành chủ chỉ lặng lẽ nhìn một bộ tuyệt học đỉnh cao nhất định là đại diện cho một siêu cường giả cho dù siêu cường giả này có ngã xuống tuyệt học của hắn cũng sẽ chuyển lưu mỗi một cường giả chính thức phải đặt tên rất phải nghiêm túc cũng là một sự khẳng định về cuộc đời tu luyện dài dòng của mình la phong đột nhiên sáng mắt lên thiếu một loại sức mạnh sức mạnh của tâm linh trong đầu la phong hiện lên những ý nghĩ liên tục việc ta sáng chế tuyệt học cũng có động lực vô hạn tình cảm mãnh liệt vô hạn ta sáng tạo tuyệt học của ta để có một trái tim cường giả kiên định ta sáng tạo tuyệt học của ta để hiểu mình luôn luôn kiên định ta cố gắng để làm gì? Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều cảnh. Ta muốn để ba mẹ không bị khổ, ta muốn cho họ sống tốt nhất. Năm đó vào thời đại căn cứ thị, La Phong bác chiến đao thuẫn bài, xông vào khu hoang dã, bắt đầu kiếp sống vũ giả của hắn. Trứng rồng, quân phục tác chiến, thành thị số ba khu hoang dã, thừa dịp quái thú cấp lãnh chúa và hai chiến thần chiến đấu, La Phong liều mạng vọt tới hang ổ của quái thú cấp lãnh chúa lấy đi trứng rồng và quân phục tác chiến. Thỏ nóng này còn cắn người, còn tưởng rằng ta không dám giết ngươi ư phi đao chém đầu lý huy văng đi trong ánh mắt la phong đầy vẻ điên cuồng lập tức chạy trốn như điên trong khu hoang dã rồi la phong như phát điên một nghìn ức dưới giải thưởng cực lớn la phong đang trong khu hoang dã cảm thấy rất sợ hãi lo lắng đồng đội sẽ mật báo hai trăm tám mươi tám ức đệ đệ la hoa lần đầu tiên thấy con số này cũng kinh ngạc đến ngây người la hoa ta nói rồi ta sẽ cho ngươi có thể tự tin đứng trước mặt cô nương tiểu nam đứng trước mặt cha mẹ của nàng ta nói được sẽ làm được La Là Phong hứa hẹn trước mặt đệ đệ trở thành tuần sát sứ quang vinh của cực hạn vũ quán kim giác cự thú xuất hiện ngày tận thế địa cầu trên địa cầu đám siêu cường giả la phong ai nấy đều liều mạng không tết cái chết đi chiến đấu với kim giác cự thú vừa mới vượt qua địa cầu đi vào vũ trụ la phong từng bước cẩn thận nhưng lại vô cùng kiên nghị quyết đoán đi tới giới trong giới cũng cố giữ gìn mạng sống bước từng bước la phong triển lộ ra tài hoa của mình trong mạo hiểm nhiệm vụ tu luyện tất cả những việc này căn bản là nhất là để giữ vững tấm lòng bảo vệ thân nhân bảo vệ quê nhà quê nhà thân nhân trong đầu la phong trong nháy mắt quyết định một từ minh nguyệt nhìn trăng sáng nghĩ về cố hương nhớ về thân nhân la phong luôn luôn nghiên cứu điển tịch văn hóa cổ hoa hạ thì từ đầu tiên phải là chữ minh nguyệt này xưa nay không biết bao nhiêu người xa nhà thấy trăng sáng tưởng niệm tới cố hương dưới trăng sáng cô độc một người càng nhớ về thân nhân phương xa hơn. Minh Nguyệt Xưa có câu một miếng gỗ thành một cây giàn, bệnh giàn lại sẽ thành sách. La Phong sáng mắt lên, bây giờ ta sáng chế mới được thức thứ nhất, tương lai còn có thể có thức thứ hai, thứ thứ ba, nhiều thức hợp lại sẽ là sách. Tuyệt học của ta cứ gọi là Minh Nguyệt sách vậy. La Phong đưa ra quyết định. Minh Nguyệt sách cho thấy La Phong giữ vững trong lòng, còn một chữ sách càng cho thấy khát vọng của La Phong. Hắn tuyệt đối không cam lòng với vẻn vẹn chỉ một chút thành tựu hắn muốn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa nghĩ xong chưa hỗn độn thành chủ thấy trong mắt la phong có vẻ hưng phấn liền mỉm cười mở lời dạ rồi la phong cung kính nói nói ta nghe xem hỗn độn thành chủ hỏi ta sáng chế tuyệt học đặt tên là minh nguyệt sách la phong trả lời minh nguyệt sách hỗn độn thành chủ hơi nghi hoặc vì trong vũ trụ không có một bộ bí pháp gì dùng chữ sách này cả phần lớn là bí điền hoặc trực tiếp đặt tên như hồn ấn liệt vũ tam chấn xuyên toa vũ trụ diễn thần thất biến bình thường đều như vậy cả nhưng chưa thấy một bộ tuyệt học nào gọi là sách huống chi hỗn độn thành chủ cũng chẳng biết được hàm ý minh nguyệt mặc dù không hiểu hỗn độn thành chủ vẫn không hỏi nhiều minh nguyệt sách minh nguyệt sách hy vọng cái tên này có thể làm vô số tộc quần phải khiếp sợ thèm thuồng hỗn độn thành chủ cười nói đệ tử sẽ cố gắng la phong cung kính đáp ưm hỗn độn thành chủ gật đầu sư phụ đệ tử muốn hỏi bí pháp rốt cuộc phân ra cấp độ như thế nào la phong không kìm được hỏi hắn chỉ biết là ba cấp độ cao nhất là cao cấp đỉnh cao cực đỉnh hỗn độn thành chủ nói phân một cách đơn giản thì chia làm hàng kém chuẩn bình thường cao cấp đỉnh cao cực đỉnh khi giới chủ bình thường sáng chế bí pháp hoặc một vài thần linh bất hủ bình thường sáng chế bí pháp chính là hàng kém chuẩn như ngươi nhận được một vài truyền thừa của hô diên bác Hắn sáng chế ra bí pháp hồn ấn cũng hơi có chút xảo diệu, đã thoát ly khỏi mức hàng kém chuẩn, xem như một thứ bình thường đi, như tân thất tuyệt đao mà người lúc trước nghiên cứu, mặc dù cũng vượt qua u ảnh thất tuyệt đao, nhưng vẫn xem như bình thường, rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong hầu, một vài giới chủ thiên tài sáng chế ra bí pháp, cũng đều là phạm chủ bình thường. Trên nữa, đó là cao cấp, thiên tài tuyệt thế giới chủ bình thường, thần linh bất hủ cấp phong vương, sáng chế bí pháp sẽ là hàng cao cấp. Trên nữa chính là đỉnh cao. Như một vị sư phụ khác của ngươi là chân diễn vương, có thể giữ được tánh mạng trước mặt vũ trụ tôn giả, sánh ngang vũ trụ tôn giả bình thường nhất. Hắn như một loại phong vương có thể nói là vô địch rất gần tôn giả, hoặc như sư huynh ngươi khoa đế, ở cấp giới chủ đã cường đại như vậy, bình thường sáng chế bí pháp đều là tuyệt học đỉnh cao. Các vũ trụ tôn giả cơ hồ mỗi người đều là tuyệt học đỉnh cao, đương nhiên tựa như ta nói với ngươi, đối thủ khiêu chiến với ngươi từ 1000 tới 1999 đều xem như tuyệt học đỉnh cao do đó cho dù đều là tuyệt học đỉnh cao nhưng tranh lệch vẫn rất lớn Kila la đa mặc dù mạnh nhưng dù sao chỉ là tộc quân kim giác rất bình thường không có nội tình cường đại như nhân loại ta do đó điều kiện sáng tạo bí pháp tự nhiên không bằng cường giả nhân loại ta sáng chế ra bí pháp cũng chỉ đại khái là cấp độ của đối thủ thứ một nghìn hai trăm mà người sắp gặp về phần cực đỉnh tuyệt học có thể lên tới cực đỉnh thì vẫn quá xa với ngươi hỗn độn thành chủ cười nói Đợi đến khi ngươi có thể giải quyết đối thủ thứ hai nghìn hãy nói lại. Trong lòng La Phong chấn động, nói liên tục. Dạ, sư phụ. Kỳ thật ngươi lần này làm rất không tệ. Hỗn độn thành chủ nói. Người ta toàn lực trợ giúp căn cứ theo sự tiến bộ của ngươi, thay đổi đối thủ cho ngươi. Nhiều lần nhằm vào khuyết điểm của ngươi. Trong loại tình huống này, hiệu suất của ngươi hơn gấp trăm ngàn lần việc ngươi vùi đầu nghiên cứu. Ta vốn tưởng rằng dưới sự trợ giúp của ta phải mất một hai ngàn năm người mới có thể suy nghĩ ra cấp tuyệt học ai ngờ sớm hơn ta nghĩ một nghìn hai trăm năm đã sáng tạo ra tuyệt học đỉnh cao nhận thức của ngươi rất cao ít nhất về mặt đạo thần thú là cực cao la phong vô cùng xấu hổ sáng tạo tuyệt học cực khó có thể tùy thời an bài đối thủ nhiều lần nhằm vào khuyết điểm của bí pháp loại xếp đặt an bài theo năng lực này các vũ trụ tôn giả e rằng cũng khó mà làm được dưới tình huống như vậy thì la phong tiến bộ làm sao mà không nhanh cơ chứ 1, năm đủ để bằng với một mình vùi đầu nghiên cứu vài chục vạn năm. Sư phụ, làm sao biết được về đạo thần thú của ta, nhận thức mặc dù xem như rất cao, nhưng cũng không cao như vậy. La Phong trong lòng thầm nói. Ta nhờ có pho tượng thần thú, có thể tùy thời nhìn pho tượng thần thú, lần lượt mô phỏng mà cảm thụ được bản thân đạo thần thú. Gần đèn thì sáng, mỗi ngày quan sát đạo thần thú, tiến bộ tự nhiên nhanh chứ. Đi đi hỗn độn thành chủ xoay người đi về phía màn sương mù khí lưu tiếp tục chiến đấu với các cường giả ở chiến trường ngoài tinh vực đi lần lượt chiến đấu sinh tử tôi luyện tuyệt học của ngươi sẽ càng thêm hoàn thiện tiến bộ sẽ càng nhanh thêm dạ la phong cung kính hành lễ lập tức hư không tiêu thất chiến trường ngoài tinh vực chiến trường thứ bảy trên vụ sa đảo vẫn sương mù tràn ngập một chiếc phi thuyền sinh vật đang phi hành một nghìn hai trăm năm rồi một nghìn hai trăm năm qua con quái thú bạc thật sự đã biến mất trong vụ xa đảo chẳng ai tái kiến con quái thú bạc nữa bốn khôi lỗi bất hủ yêu tộc ngồi phân tán không khí thoải mái có thể đã đi chủ đại lục rồi trong chủ đại lục cường giả như mây có rất nhiều cường giả phong hầu cũng có một vài cường giả phong vương những phong vương ngoại tộc ấy thủ đoạn quỷ dị có thể trở thành phong vương tiền bạc cũng kinh người cũng mua vô số vũ khí của tộc cơ giới hoặc một vài vật phẩm đáng sợ ai nấy đều không dễ đối phó không biết chừng con quái thú bạc đã bị một vị cường giả phong vương giết rồi Ưm. Ừ. Quái thú bạc biến mất, 18 tên bá chủ lại kiêu ngạo được rồi. Đặc biệt là tên thực tinh giới chủ trong số các bá chủ, khi quái thú bạc tung hoành vụ sa đảo, thực tinh giới chủ co đầu rút cổ, khi quái thú bạc vừa biến mất, hắn thật ra lại kiêu ngạo, nhưng nói thật chứ thực lực thực tinh giới chủ thật sự mạnh, nghe nói đã đánh ngang tay với cường giả phong hầu đấy. Ừm, thực lực thực tinh giới chủ đích xác tiến bộ rất nhiều. Cách chiếc phi thuyền sinh vật này 8 ức km, một chiếc địa bay đen đang nhanh chóng bay khỏi vụ sa đảo trong đĩa bay đen la phong một thân chiến khải đen đứng đó nhìn trên màn hình bên cạnh hiển thị nội dung câu chuyện cách đó tám ức km nhẹ giọng nói quái thú bạc biến mất ư là vì vụ sa đảo căn bản không tìm thấy đối thủ cho nó nữa chủ đại lục nghe nói trong chủ đại lục cường giả như mây bất hủ thần linh cấp phong hầu nhiều kinh người tùy ý có thể gặp được có thể thường xuyên chạm mặt bất hủ phong hầu phải cẩn thận bất hủ phong hầu rất khó đối phó tài sản của bất hủ cấp phong vương còn nhiều hơn cả ta hơn nữa thủ đoạn ám sát của ngoại tộc cũng không biết chừng khi nào thì tới la phong lặng lẽ nói ở chủ đại lục tuyệt đối không thể bộc lộ quan hệ giữa thực tinh giới chủ và quái thú bạc đám ngoại tộc không biết ta có một át chủ bài vậy ta mới có cơ hội sống sót nhiều hơn chiến đấu nguy hiểm đến đi la phong nhìn về một nơi rất xa một lục địa khổng lồ trong hư không hoàn toàn không có điểm cuối đó là chủ đại lục của diễm tế đại lục nó nguy hiểm hơn vụ sa đảo ngàn vạn lần, cũng là nơi cường giả như mây. Địa bay đen bay khỏi vụ sa đảo, bay về phía chủ đại lục. Chủ đại lục diễm tế đại lục có đường kính lớn nhất là 1,8 năm ánh sáng, số cường giả trên mấy ngàn hòn đảo chung quanh nó cộng lại cũng không bằng một số lẻ trên chủ đại lục. Chủ đại lục, trên bầu trời sa mạc mênh mông, một chiếc địa bay đen đang phi hành với tốc độ cận ánh sáng. La Phong, cách đây 9,6 ức km có một đội ngũ ngoại tộc, có ba thần linh bất hủ và trên một vạn quân đội đang giám sát những trao đổi trong đám quân đội này. Căn cứ vào các cuộc trò chuyện của trên một vạn binh lính ngoại tộc, trong đội ngũ, họ chung có ba thần linh bất hủ, trong đó có một người là Phong Hầu, hơn nữa thực lực cũng cực cao. Khoảnh khắc sau, La Phong, cách 9,8 ức km sâu dưới đất sa mạc, có đóng một đội ngũ ngoại tộc, có hai thần linh bất hủ, 23 giới chủ ngoại tộc, những giới chủ ngoại tộc ấy đang trò chuyện, căn cứ vào giám sát, họ hẳn là vừa chiến đấu, tổn thất không nhỏ. Trong đội ngũ họ cũng có một bất hủ phong hầu. Khoảnh khắc sao? Đứng đầu đội ngũ này là bất hủ thần linh cấp phong hầu. Đứng đầu đội ngũ này là bất hủ thần linh cấp phong hầu. La Phong ngồi trong sofa ở phòng điều khiển phi thuyền, thong dòng cầm ly rượu trái cây nhấm nháp, trong đầu liên tục truyền đến những tiếng báo hiệu của Ba Ba Tháp. Tốt lắm, Ba Ba Tháp, không cần giới thiệu cẩn thận như vậy đâu. La Phong buông chén rượu xuống. Thậm chí không cần ngươi giám sát, ta cũng có thể đoán ra trong đội quân kia khẳng định có thần linh bất hủ phong hầu không hồ là chủ nhân của ba ba tháp ta quả nhiên sáng suốt ba ba tháp cười hắc hắc nói khi la phong vừa đạt tới cấp vực chủ dựa theo trình tự cơ bản nhất của sinh mạng trí năng nó sẽ tự động nhận la phong làm chủ nhưng vì nó đã là sinh mạng trí năng nó có cảm tình của mình nên vẫn thích xưng hô hô diên bác là chủ nhân hơn còn xưng hô với la phong thì bình thường cũng gọi tên la phong thôi rất ít khi nói là chủ nhân tên chỉ để xưng hô Ba Ba Tháp với tư cách là một sinh mạng trí năng, tự nhiên phải tôn la phong làm chủ. Đây là đặc thù của sinh mạng trí năng, cũng như tộc Cơ giới, một trong những tộc quần đỉnh cao vũ trụ. Mỗi tộc nhân Cơ giới đều là sinh mạng trí năng, địa vị nội bộ sẽ có những quyền hạn rất nghiêm khắc. Hơn nữa, tuyệt đối không phát sinh một người có địa vị thấp tiến hành khiêu khích người có địa vị cao. Có thể nói, tộc Cơ giới xem như một tộc quần đoàn kết nhất trong vũ trụ. Sáng suốt cái rắm. Tiến vào Diễm Tế Đại Lục chủ Đại Lục mấy ngày rồi. Phát hiện trên 800 đội ngũ, bất luận là đội ngũ ngoại tộc hay đội ngũ nhân loại, căn cứ vào nội dung thăm dò thì không có cái nào là không có bất hủ thần linh cấp phong hầu cả. Là phong lắc đầu. Rất hiển nhiên, bất kỳ đội quân nào trên chủ đại lục ở diễm tế đại lục đều có bất hủ phong hầu. Cũng khó trách. Căn cứ theo tư liệu mà ta tra được, trong các thần linh bất hủ, bất hủ quân chủ ước chiếm 2/3, bất hủ phong hầu ước chiếm 1/3, rất ít phong vương. Bất hủ phong hầu tỷ lệ cao như vậy, dăm ba thần linh bất hủ tạo thành đội ngũ nhất định phải có một tên phong hầu đội ngũ nào không có phong hầu căn bản không thể sống sót trên diện tế đại lục la phong cười nói cũng giống như thực tinh giới chủ khi xuất hiện ở vụ sa đảo bức bách những thần linh bất hủ lập tức bốn năm tên năm sáu tên cùng nhau xuất hiện cùng một đạo lý bất hủ phong hầu tỷ lệ cao dẫn đến khẳng định rất nhiều có những đội ngũ có bất hủ phong hầu đội khác không có bất hủ phong hầu bị bức bách phải lập tức kết hợp tìm đồng minh ít nhất phải cam đoan trong đội ngũ có một phong hầu như vậy mới có thể đề cao xác suất sinh tồn nếu không chắc chắn đội ngũ không có phong hầu sẽ bị đồ lục phong hầu sẽ có bất tử chi thân phong hầu khi chiến đấu với nhau rất ít có tình huống ngã xuống trừ phi một vị phong hầu đạt trình độ cực cao về phương diện công kích linh hồn xem ra rất ít phong vương thật chúng ta tới chủ đại lục diễm tế đại lục bay mấy ngày rồi chưa từng phát hiện ra một đội ngũ nào có phong vương là phong lắc đầu rất bình thường phi hành xuyên qua diễm tế đại lục đều phải chừng hai năm đây là phi hành thẳng chứ nếu phải tìm kiếm cả diễm tế đại lục lần lượt phi hành qua lại mà thăm dò cho dù đám phong vương không hề di động một vạn năm tìm kiếm không ngừng cũng không thể tìm khắp được cả đại lục một vạn năm cũng không thể tìm hết người mới tìm kiếm có 36 ngày đâu dễ dàng chạm mặt bất hủ cấp phong vương như vậy chứ gặp được mới là lạ cho dù ngươi chạm mặt bất hủ cấp phong vương không biết chừng máy thăm dò của bất hủ cấp phong vương còn ngon hơn ngươi ngăn che cả tín hiệu thăm dò của ngươi, chúng ta căn bản không phát hiện ra được người ta. La Phong lắc đầu. Ba ba tháp. La Phong hạ lệnh. Mở ra công năng toàn bộ máy thăm dò số 2, bảo trì máy thăm dò số 1 vận hành bình thường, nhưng đóng lại chức năng ngăn che của máy thăm dò số 1, chỉ bảo trì chức năng bảo vệ của máy thăm dò thôi. La Phong dùng ý thức ra lệnh. Hiểu. Ba ba tháp lập tức đi làm. Máy thăm dò số 1 là do La Phong bỏ ra rất nhiều điểm tích lũy, đồ được ở hỗn độn thành tuyệt đối xem như hàng của bất hủ cấp phong vương máy thăm dò số 2 là do la phong lần trước dựa vào phân thân kim giác cự thú đánh chết ngoại tộc bất hủ phong hầu phần á mới tìm được trong mớ chiến lợi phẩm của phần á máy thăm dò này nếu bỏ tiền ra mua chắc cũng phải vài chục vạn đơn vị hỗn nguyên xem như một máy thăm dò rất khá bây giờ đóng lại chức năng ngăn tre của máy thăm dò số 1. vậy máy thăm dò của đội ngũ bất hủ ngoại tộc chỉ cần mạnh hơn máy thăm dò số hai một chút là có thể phát hiện ra phi thuyền vũ trụ của La Phong rồi. Ở diễm tế đại lục, muốn tìm máy tốt hơn máy thăm dò số 1 cũng rất khó, nhưng muốn tìm máy tốt hơn máy thăm dò số 2 thì dễ dàng hơn nhiều. La Phong, người thật là giả hoạt. Không phải giả hoạt, thì chán lắm, cũng phải câu cá một chút, hấp dẫn mấy con cá tới ăn con mồi này chứ. Cách phi thuyền La Phong 3,1 ức km, đang có một chiếc phi thuyền sinh vật toàn thân xanh sẫm đang phi hành. Trong phòng điều khiển phi thuyền, nhân loại ghê tờm, lại có sinh mạng thực vật bất hủ nếu không phải vì sinh mạng thực vật dây dưa ta đã giết chúng rồi bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất một nam tử mình người đầu sói lân giáp phát ra một tiếng gầm nhân loại thật sự quá giàu có đến cả nhân loại bất hủ phong hầu cũng có rất nhiều tên có sinh mạng thực vật bất hủ nhân loại đúng là giàu có một bất hủ ngoại tộc trên trán có một mắt rất khổng lồ có cánh bướm đang ngồi cạnh bàn ăn trầm giọng nói nếu là la phong nước mắt đã có thể phán định đây là ngoại tộc vĩ di si tộc quần một tộc quần cường đại tuyệt nhiên không phải phụ thuộc vào ưu tộc kỳ thật ở chiến trường ngoài tinh vực ngoại trừ tứ đại tộc quần đỉnh cao ngoại tộc vô số khác cũng tuyệt nhiên không phải cái nào cũng là tộc quần phụ thuộc cũng có vài tộc quần cường đại tới đây để lịch lãm họ chuyên môn thảo luận với một vài với tộc quần đỉnh cao trước sau đó mới an bài thành viên trong tộc đi vào thậm chí còn có ngoại trừ tứ đại tộc quần đỉnh cao tham chiến, còn có các sinh mạng tộc quần đỉnh cao khác. Dù sao, yêu tộc, tộc cơ giới, nhân loại, trùng tộc chỉ là bốn trong số sáu đại tộc quần đỉnh cao vũ trụ thôi, chỉ vì lãnh thổ quốc gia họ gần nhau, nên mâu thuẫn kịch liệt, nên thường xuyên chiến tranh. Trong vũ trụ còn có hai đại tộc quần đỉnh cao khác, vì nằm ở một nơi vô cùng xa xôi trong vũ trụ, do đó tự nhiên không có chiến tranh đại quy mô. Nếu không phải vì phí tổn truyền tống kinh người, thì hai đại tộc quần đỉnh cao cũng có một vài thành viên nguyện ý tới đây tham chiến như tạp vu tộc mặc dù về phe trùng tộc trên nhưng thực tế tạp vu tộc lại là một tộc quần phụ thuộc của một trong hai đại tộc quần đỉnh cao ở vùng đất xa xôi nhân loại về mặt cơ giới sinh vật đều rất hoàn thiện một vĩ di tộc nam giới bất hủ hâm mộ nói phối hợp với mạng vũ trụ giả định độc nhất vô nhị trong vũ trụ ngừng tụ sức mạnh toàn bộ tộc quần nhân loại thành một tập hợp sử dụng tài nguyên đạt tới mức hữu hiệu nhất đây là thứ mà các tộc quần khác không thể sánh ngang hừ tố chất thân thể nhân loại vốn kém lắm chỉnh thể so với yêu tộc chúng ta kém rất nhiều bằng vào các loại thủ đoạn ngoại lai lại có thể sánh ngang với yêu tộc chúng ta nam từ đầu sói lân giáp mình người gầm gừ nói đáng tiếc đám tinh không cự thú quá mức kiêu ngạo không nhận là một thành viên của yêu tộc chúng ta đám tinh không cự thú kiêu ngạo đó không nghĩ rằng chúng có trí tuệ cao thiên phú cao lại là cự thú đương nhiên hẳn phải xem như một thành viên yêu tộc chúng ta đặc biệt là mười hai huyết thống đỉnh cao còn cao quý hơn cả huyết thống của hoàng tộc chúng ta đáng tiếc đám tinh không cự thú đó có thực lực cường đại nhưng không có lãnh thổ quốc gia thật là kỳ lạ vị di tộc nữ tử nói tuy không có lãnh thổ quốc gia nhưng khắp nơi trong vũ trụ đều là lãnh thổ của chúng nam tử đầu sói lân giáp mình người nói đám tinh không cự thú phân tán ở các khu vực trong vũ trụ rất nhiều tinh không cự thú giới chủ đỉnh phong Cả đời đều không gặp con nào khác, trừ phi trở thành bất hủ, có sinh mạng vĩnh hằng, mới có thể tiếp xúc tới hạch tâm của Tinh Không Cự Thú. Liên Minh Tinh Không Cự Thú, quả là một trong những siêu liên minh của vũ trụ. Nếu Liên Minh nguyện ý dung nhập vào yêu tộc ta, yêu tộc ta lập tức sẽ là tộc quần đỉnh cao đệ nhất vũ trụ. Nam tử đầu sói lân giáp mình người cảm khái. Yêu tộc và Tinh Không Cự Thú, đích xác có rất nhiều liên quan. Kỳ thật xét về chỉnh thể, Tinh Không Cự Thú thật sự tương đương với yêu tộc sau khi cường hóa cũng không trách yêu tộc luôn muốn kêu gọi đám tinh không cự thú dung nhập vào bên trong tộc quần mình trong khi ba bất hủ ngoại tộc đàm luận về nhân loại về yêu tộc về tinh không cự thú thì ờ nam tử đầu sói lân giáp mình người cúi đầu nhìn về phía màn hình trên bảo vệ tay hai bất hủ vĩ di tộc cũng nhìn về phía hắn đội trưởng hai người vĩ di tộc đều nghi hoặc đã phát hiện ra một chiếc phi thuyền vũ trụ là nhân loại nam tử đầu sói lân giáp mình người thấp giọng nói phát hiện ra phi thuyền vũ trụ nhân loại có gì mà nghi hoặc chứ vĩ di tộc nữ tử cười nói xem ra đội trưởng bị nhân loại kích thích rồi nhưng nhân loại trong phi thuyền vũ trụ này là một giới chủ nam tử đầu sói lân giáp mình người trịnh trọng nói giới chủ sao có thể như vậy hai vĩ di tộc bất hủ khiếp sợ ở chủ đại lục diễm tế đại lục cường giả như mây một đội quân đều có bất hủ phong hầu hoặc cũng phải có thủ đoạn đặc thù sánh ngang với bất hủ phong hầu nhưng bây giờ một giới chủ nhân loại xuất hiện trên chủ đại lục diễm tế đại lục. Giới chủ nhân loại lại dám tới diễm tế đại lục à? Muốn chết sao? Hai vị di tộc bất hủ đều không dám tin. Ta nghĩ tới một người. Nam từ đầu sói lân giáp mình người đột nhiên nói. Các ngươi còn nhớ chúng ta từng nhắc tới tên thực tinh giới chủ ở vụ sa đảo chứ? Thực tinh giới chủ ở vụ sa đảo. Hai bất hủ vĩ di tộc sáng mắt lên. Nghe nói thực tinh giới chủ có chiến lực bất hủ phong hầu lại có một thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ nam tử đầu sói lân giáp mình người lộ ra nụ cười chế giễu giới chủ nhân loại này rất có thể là thực tinh giới chủ hắn có thể cảm thấy mình đã vô địch ở vụ sa đảo rồi do đó tới chủ đại lục sông pha hừ 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 rõ là liều lĩnh chủ đại lục không phải là vụ sa đảo giết hắn không có ý kiến gì chứ đương nhiên không có ý kiến gì hai vĩ di tộc bất hủ cười nói đến gần hắn nam tử đầu sói lân giáp mình người hạ lệnh Vèo. Phi thuyền sinh vật nhanh chóng bay về phía phi thuyền La Phong. Phi thuyền sinh vật dần dần đến gần. Xem kìa, tên giới chủ nhân loại đó còn thong dong uống rượu nữa. Nam tử đầu sói Lân Giáp mình người chỉ vào màn hình trên cổ tay, cười khẩy nói: "Nếu hắn biết, hắn đang bị một cường giả yêu tộc Phong Hầu đỉnh cao khủng kim hống tộc ngắm nghĩa, phòng trừng sẽ bị dọa đến mức nhũn dài chứ." Nữ tử Vĩ Di tộc bên cạnh cười nói thánh thót, nam tử Vĩ Di tộc cũng gật đầu lạnh lùng nói: không biết cũng là một loại hạnh phúc chúng ta khiến cho hắn chết nhanh một chút đi giới chủ nhân loại có thể có chiến lược như vậy tuyệt đối thuộc loại siêu thiên tài được chế định trong liên minh yêu tộc thưởng chắc rất cao thường phải cao chứ nam từ đầu sói lân giáp mình người gật đầu do đó phải quay lại cảnh chiến đấu hơn nữa lưu lại thi thể và chiến lợi phẩm để chứng minh chiến công của chúng ta khác với nhân loại có mạng vũ trụ giả định hệ thống thông tin yêu tộc rất giản lậu ở chiến trường thứ bảy vèn vẹn chỉ có thể bảo trì dùng ý thức trao đổi giọng nói không thể trao đổi hình ảnh, video, chứ đừng nói giống được như nhân loại có mạng vũ trụ giả định đưa tin trực tiếp. Hiểu. Trong đôi mắt kép khổng lồ của hai bất hủ vĩ, di tộc đều có ánh hưng phấn. Trong phi thuyền, La Phong ngồi trong phòng điều khiển cầm chén rượu, nhấp rượu trái cây, lộ ra nụ cười đặc thù, thầm nhủ, không biết là một loại hạnh phúc, đúng vậy, các người nói rất đúng, các người bây giờ kỳ thật rất hạnh phúc, vì không biết các người sắp phải nghênh đó là cái gì, kỳ thật quân công giết chết các người chắc cũng rất cao thần linh bất hủ phong hầu đỉnh cao chật chật mạnh hơn cự thạch ở vụ xa đảo nhiều kim giác cự thú hẳn là có thể giải quyết 5 phút 4 phút thời gian đếm ngược 30 giây 30 29 28 la phong thông qua máy thăm dò số một biết rõ về khoảng cách giữa mình và phi thuyền sinh vật đó ầm um, một quang cầu do lực bất hủ nén lại ngưng tụ thành trong nháy mắt đảo qua mấy vạn km oanh kích thẳng vào chiếc đĩa bay đen của La Phong. Chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E trong nháy mắt đã bị xé nát ra, vô số mảnh vỡ xác hợp kim bắn tung ra bốn phương tám hướng, cả phi thuyền vũ trụ ầm ầm nổ tung ra, không gian vũ trụ bị xé nát, vô số mảnh vỡ không gian chấn động. Không gian dần dần ổn định lại. Trong dư âm vụ nổ, một bóng người màu đen đang đứng giữa hư không, một tay cầm thuẫn bài, vác một thanh chiến đao. Tiểu gia hỏa, người cũng khá can đảm nhỉ, dám tới chủ đại lục diệm tế đại lục thanh âm lanh lành do nữ tử vĩ di tộc có cánh con, đầu có mắt kép phát ra. Mới có thực lực giới chủ à, trong nhân loại phải xem như là một thiên tài tuyệt thế rồi, nhưng tại sao ngu xuẩn như vậy chứ? Hắn ngu xuẩn, chúng ta mới có thể kiếm được quân công. Nam tử vĩ di tộc nói vẻ khinh thường. Đừng lãng phí thời gian, mau mau giải quyết hắn đi. Xa xa, nam tử đầu sói lân giáp mình người quát. Bà gã bất hủ ngoại tộc từ các phương vị khác nhau, bao ký la phong thật là huyên náo. La Phong tay đặt trên chuôi chiến đao được cài sau lưng, từ từ rút chiến đao, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua ba gã bất hủ ngoại tộc. Tiểu gia hỏa đáng thương. Nữ tử vĩ di tộc chưa nói dứt câu. Vù, vù. Hai thần linh bất hủ vĩ di tộc đồng thời hóa thành ảo ảnh sương mù, trong không trung mấy ngàn km, lưu lại một quỹ tích vạn vẹo hình chữ S, lao thẳng về phía La Phong, đồng thời hai tay hai người cũng đồng thời bắn ra vô số sợi tơ trắng, thoạt nhìn hơi cùng loại tơ nhện, nhưng la phong lại có thể phân biệt rõ ràng khi những sợi tơ xé rách không gian không gian vũ trụ như bị những sợi tơ cắt nát xuất hiện những khe hở hai thần linh bất hủ vĩ di tộc phóng thích ra ngàn vạn sợi tơ từ các phương hướng quấn quanh la phong hiển nhiên muốn trói chặt la phong vĩ di tộc không hổ là một tộc quân cường đại thủ đoạn rất khác thường nhưng một tên này rõ ràng còn rất yếu la phong lắc đầu Giao dao vô số sợi tơ trắng quấn quanh la phong Rõ là ngu ngốc, thế mà không chịu ngăn cản, nam tử vĩ di tộc cười chế giễu. Hai người chúng ta thực lực mặc dù hơi kém một chút, nhưng dù cho đội trưởng bị vây, nhất thời cũng không chạy trốn ra được. Trong mắt kép của nữ tử vĩ di tộc có vẻ châm biếm, nhưng ngay sau đó họ rốt cuộc không cười nổi nữa, vì vô số sợi tơ trắng quấn quanh với nhau, sắp cùng nhau ngưng kết hình thành kén, thì họ lại kinh ngạc phát hiện ra một thân ảnh nhân loại đen đã bay ra xa mấy ngàn km. Sao có thể sao trong nháy mắt tốc độ né tránh nhanh hơn cả chúng ta hai thần linh bất hủ vĩ di tộc chấn động la phong chỉ liếc mắt nhìn họ trong quá trình sáng tạo tuyệt học trong các đối thủ hỗn độn thành chủ sư phụ an bài đối thủ thứ 182 là một thần linh bất hủ vĩ di tộc lúc đó kim giác cự thú và thần linh bất hủ vĩ di tộc đối chiến mô phỏng ra chiến lược là cấp phong vương thủ đoạn cũng lợi hại hơn vĩ di tộc nổi danh về tốc độ né tránh trời sinh đã có thể phun tơ thần linh bất hủ vĩ di tộc chế tạo thành tơ thì tính dẻo dai càng đáng sợ hơn vô số sợi tơ một khi hình thành kén bao chặt địch nhân cho dù thân thể địch nhân hoàn toàn nát bấy cũng không thể chạy trốn được những cái kén này hơi giống như cái lồng một khi bị vây cơ hồ là trong thời gian ngắn là bị phong ấn vây khốn rốt cuộc không chạy trốn được đáng tiếc trong truyền thừa ký ức của la phong có nói về vĩ di tộc hắn đã từng có kinh nghiệm tác chiến thực tế với vĩ di tộc làm sao cần quan tâm tới hai gia hỏa miễn cưỡng mới phong hầu chết đi la phong liên tục di động với quỹ tích ngoắt ngoéo chỉ lưu lại quỹ tích quanh co trên vạn dặm trời cao như sấm sét cũng vạn vẹo như vậy tam trấn xuyên toa vũ trụ nam tử vĩ di si tộc hốt hoảng né tránh cũng muốn khống chế sợi tơ quấn quanh thế nhưng tốc độ của la phong nhanh hơn hắn nhiều dao huyết ảnh chiến đao trong nháy mắt hóa thành một cái cầu vồng chói mắt làm cho người ta phải mê say cầu vồng chói mắt màu bạc này như vô kiên bất tồi xé nát cả không gian vũ trụ không gian vũ trụ tràn ngập mảnh vỡ không gian và các vết nứt trong một vết nứt xuất hiện một con sông dài màu bạc đây là do đao quang hình thành một sông dài màu bạc đối diện với con sông bạc này không thể ngăn cản âm nam tử vĩ di tộc đầy vẻ hoảng sợ trong nháy mắt đã bị hoàn toàn chém nát minh nguyệt sách thức thứ nhất ngân hà quế trường không giáo giáo liên tục hai luồng cầu vồng xuất hiện trong vết nứt không gian vũ trụ hai con sông dài một cái cắn nát nữ tử vĩ di tộc vẻ kinh sợ càng công kích thẳng vào trên người nam từ đầu sói lân giáp mình người ba con sông dài màu bạc tập kích ba gã bất hủ ngoại tộc giống thân thể nam từ đầu sói lân giáp mình người trong nháy mắt nát bấy đồng thời tiếng gào thét vang lên rung chuyển cả thiên địa một con quái thú toàn thân khổng lồ đầy lân giáp kim sắc có đầu cùng loại với sói lại có một sừng đồng thời lân giáp trên đầu có những hoa văn kỳ bí vô cùng phức tạp chờ xuất hiện giữa không trung một trong hoàng tộc yêu tộc khủng kim hống tộc khủng hống kim thư nổi danh về thôn phệ kỳ thật hơi giống như kim giác cự thú sau khi thu nhỏ lại đội trưởng bất hủ thần thể của ta tổn thất ba phần trăm bất hủ thần thể ta cũng tổn thất hai phần trăm hai thân ảnh vĩ di tộc một lần nữa ngưng tụ giữa không trung trong mắt có vẻ kinh sợ hai người bọn họ tốt xấu gì cũng vừa mới luyện thành bất tử chi thân mặc dù còn chưa hoàn toàn ổn định nhưng cũng miễn cưỡng phong hầu nếu muốn tạo thành hư tổn với bất hủ thần thể họ vậy người này phải có chiến lược miễn cưỡng phong vương hoặc rất tiếp cận phong vương đích xác phân thân nhân loại bây giờ của la phong đích xác có chiến lược tiếp cận phong vương sức mạnh cơ sở của hắn là một nghìn lần lực giới chủ xem như phong hầu sơ cấp phương diện cảnh giới hơn một ngàn năm ở vụ sa đảo không chỉ riêng hắn sáng tạo ra tuyệt học đồng thời hơn một ngàn năm nghiên cứu pho tượng thần thú mô phỏng pho tượng cũng làm chơi cảnh thần thú của la phong sớm đạt tới thông thiên kiểu tầng thứ 18, đã đạt tiêu chuẩn phong vương hợp lệ sử dụng đao pháp tuyệt học đỉnh cao do mình tự nghĩ ra minh nguyệt sách Bà thứ kết hợp cảnh giới và đao pháp cũng bù cho thiếu sót về sức mạnh cơ sở làm hắn có chiến lược tiếp cận phong vương dù sao cho dù là cường giả phong vương đỉnh cao chính thức như thị huyết vương như huyễn linh vương vân vân có tự nghĩ ra tuyệt học cũng vẻn vẹn chỉ là tuyệt học cao cấp thôi đao pháp của la phong đích xác rất điều hãn giới chủ nhân loại miễn cưỡng có chiến lược phong vương nếu giết chết hắn trị giá bao nhiêu quân công đây chiến lược của hắn có lẽ mạnh hơn ta một chút nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều hai tên ngu ngốc vĩ di tộc mới vừa luyện thành bất tử chi thân còn chưa vững chắc cho dù là ta cũng có năng lực phá được một phần trăm bất hủ thần thể của chúng khủng hống kim thư nóng rực cả người hơn nữa giới chủ nhân loại dù sao cũng chỉ là giới chủ hắn không có bất tử chi thân hơn nữa không phải chuyện lớn ta thiêu đốt một bộ phận thần lực bất hủ liều một phen nhất định phải giết hắn loại thiên tài này có quân công tuyệt đối sánh ngang với phong vương giết chết giới chủ thiên tài thường còn cao hơn so với giết chết bất hủ tương đương giết giới chủ tiếp cận phong vương sẽ được quân công sánh ngang với giết chết một bất hủ cấp phong vương chính thức hai người bọn họ bị thương bất hủ thần thể đã có một chút tổn hại rồi là phong liếc mắt nhìn hai vĩ di tộc bất hủ thật là kém chiến lược bản tôn người địa cầu của ta cũng chỉ tiếp cận phong vương vẫn không tính là phong vương chính thức giống xa xa khủng hống kim thư đột nhiên vò tới miệng háo hoác ra nhất thời sức mạnh thôn vệ vô cùng đáng sợ tác dụng thẳng vào người la phong bất hủ phong hầu đỉnh cao ngang nhau cấp thì nó có lẽ không dám cưỡng ép thôn vệ như vậy nhưng là giới chủ nhân loại cho dù chiến lược mạnh thì cũng chỉ là giới chủ nhân loại không có bất tử chi thân thôn vệ luôn thiên địa đều tối sầm lại lực không gian cường đã tác dụng thẳng vào người la phong hừ la phong trong nháy mắt lấy ra thực tinh thảo bất hủ thực tinh thảo bất hủ điên cuồng lớn lên trong nháy mắt lan ra trên 10 vạn km không gian Xem người thôn vệ như thế nào La Phong có một thân phận nữa là kim giác cự thú Hắn hiểu rõ nhược điểm của chiêu thôn vệ Phạm vi thôn vệ có hạn Vật thể khổng lồ đường kính trên 10 vạn km Tên khủng kim hống thư đó không thể nuốt nổi Giống Khủng kim hống thư bị ép bỏ giờ thôn vệ Lập tức phát ra một tiếng gầm Không gian xung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều kim quang Trong khu vực quy luật kim Khủng kim hống thư lao thẳng về phía La Phong Để ta luyện tập đi Luyện tập xong sẽ cho kim giác cự thú giết người mà kiếm quân công là phong cầm huyết ảnh chiến đao trong nháy mắt sông lên trên bầu trời sa mạc vô tận khủng kim hống vô cùng khổng lồ chiến đấu điên cuồng với nhân loại giáp đen họ đều cận chiến chiến đấu vô cùng huyết tinh hít hít một đao có thể lưu lại một vết nứt không gian vũ trụ lại vẻn vẹn chỉ bổ vỡ tầng ngoài lân giáp của khủng kim hống máu kim sắc phun ra nhưng sau khi vừa phun ra nó lại hóa thành thần lực bất hủ hùng hồn dung nhập vào trong người khủng hống kim thư thương thế này chẳng hề ảnh hưởng gì tới khủng hống kim thư giống khủng hống kim thư vung chảo chém la phong la phong thân hình quỷ dị lóe lơ lửng né tránh khỏi một chảo đáng sợ đó vừa né tránh đồng thời cũng vùng chiến đao chém ra đao quang như cầu vồng chém nát bầu trời nhân loại ghê tởm chiến đấu hồi lâu khủng kim hống gầm lên trong lòng thật sự là quá giả hoạt thật sự hắn trốn cũng quá nhanh ta không thể thương tổn được hắn vốn có ý nghĩ mình có bất tử chi thân khi cận thân chiến đấu với vũ giả nhân loại khẳng định sẽ lợi dụng việc này nhưng khủng hống kim thư lại phát hiện ra tên nhân loại này trơn tuột đi liên tục chiến đấu một hồi lâu nhiều nhất là đụng được vào chiến đao của nhân loại đó nhưng lại căn bản không chính thức thương tổn gì tới tên nhân loại đó lấy một lần lo lắng phẫn nộ muốn giết nhân loại này khó khăn rất lớn trừ phi thiêu đốt bất hủ thần thể khủng kim hống chẳng mấy chốc đã biết được điểm này khủng kim hống thầm nói giới chủ nhân loại chiến lược tiếp cận phong vương tuyệt đối thuộc loại siêu thiên tài một khi báo cáo cho liên minh, cho dù là chỉ báo công, một khi xác nhận, cũng sẽ được thưởng không ít. Khủng hống Kim Thư lập tức thông qua máy bộ đàm trong nhẫn thế giới bắt đầu liên lạc. Ta ở diệm tế đại lục, tọa độ là Ta đã phát hiện một giới chủ nhân loại, sở trường sử dụng chiến đao, nghi là thực tinh giới chủ ở vụ sa đảo. Hắn chiến lược cao hơn phong hầu đỉnh cao bình thường một chút, tiếp cận với chiến lược phong vương. Hai vĩ di tộc bất hủ dưới chướng ta vừa mới thành tựu bất tử chi thân, bị hắn công kích đã tạo thành hư hỏng một chút về bất hủ thần thể. Khủng hống Kim Thư lập tức báo cáo cấp trên tin tức này. Đáng tiếc! Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. Hệ thống thông tin của yêu tộc thật sự quá yếu. Đến cả video và hình ảnh cũng không thể truyền được, chỉ có thể dùng ý thức trao đổi bằng ngôn ngữ. Đến cả xác nhận chiến công cũng phải đến lúc cuối cùng với lại căn cứ quân đội. Còn mạng vũ trụ giả định của nhân loại có thể đưa tin trực tiếp có thể xác nhận rõ ràng tình huống chiến đấu quân công tùy thời tùy chỗ có thể xác định đao pháp của ta lại có thể áp chế khủng hống kim thư thân pháp phối hợp với đao pháp rõ là hoàn mỹ la phong chiến đấu vô cùng thoải mái cảm giác chiến đấu trên chiến trường ngoài tinh vực khác hẳn vũ trụ giả định trong vũ trụ giả định trong lòng sẽ tự nhiên cho rằng đây là giả định là giả đây là tâm lý tự nhiên cho dù có công pháp kiểm tra hiệu quả nhưng không cách nào tạo cho la phong có cảm giác nâm nấp lo sợ nhưng trên chiến trường ngoài tinh vực lại khác đối thủ ngoại tộc không biết chừng có thể xuất ra một sát thủ gì đó hơn nữa không dám có chút sợi nào tỉ như con khủng kim hống trước mắt này một khi thiêu đốt bất hủ thần thể cũng có thể trong nháy mắt bán ra chiến lược phong vương đương nhiên thiêu đốt bất hủ thần thể cũng bằng với thiêu đốt linh hồn không đến lúc cần thì cũng không muốn làm như vậy luyện đao xong có thể cho kim giác cự thú ra tay rồi la phong lúc này bắt đầu thông qua dụng cụ thăm dò số một ngăn che tín hiệu đối phương đồng thời ở một nơi rất xa chờ xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ màu bạc đó là một con quái thú bạc di động với tốc độ cao trong nháy mắt tạo thành một ảo ảnh ảo ảnh này đánh thẳng vào hai vĩ di tộc bất hủ lại ngang nhau xem ra đội trưởng còn nằm trong hoàn cảnh xấu nữa kìa hai vĩ di tộc bất hủ ở một nơi rất xa đang quan chiến cùng kinh ngạc không sao đâu đội trưởng có bất tử chi thân tuy hơi hạ phong nhưng lại không nguy hiểm gì một khi đội trưởng liều mạng thiêu đốt hai phần trăm đến năm phần trăm bất hủ thần thể phòng trừng có thể giải quyết nhân loại này. Mặc dù quân công cơ hồ đều lọt cả vào tay đội trưởng, nhưng chỉ cần hơi phân ra một chút cho chúng ta, chúng ta cũng kiếm được rất khá. Hai thần linh bất hủ vĩ di tộc truyền âm trò chuyện với nhau, đột nhiên họ cảm giác thấy một luồng khí tức uy áp rất đáng sợ. Cái gì? Hai vĩ di tộc bất hủ quay phát đầu lại, con mắt kép nhìn về phía sau, một luồng cầu vồng màu bạc vô cùng chói mắt xé rách không gian, không gian vũ trụ giống như đậu phụ yếu ớt bị dễ dàng rạch toang hai thần linh bất hủ vĩ di tộc thậm chí còn không kịp né tránh đã bị luồng cầu vồng màu bạc xuyên qua cầu vồng màu bạc này căn bản là thí ngô vũ dực của con quái thú bạc đó cánh chim như đao vô kiên bất tồi sắc bén vô cùng cắt đứt lướt qua hoanh hoanh hai bất hủ vĩ di tộc miễn cưỡng phong hầu dưới công kích của bản tôn người địa cầu đã tổn thất một ít bất hủ thần thể vừa bị thí ngô vũ rực cắt qua trong nháy mắt thí ngô vũ rực phóng thích ra một chút lực không gian lập tức ăn mòn gần hết bất hủ thân thể của hai vĩ di tộc này bất hủ thân thể hoàn toàn hóa thành hư vô cánh của quái thú bạc vẫy mạnh bay thẳng về phía la phong và khủng hống kim thư đang giao chiến khủng hống kim thư thấy con quái thú bạc đột ngột xuất hiện công kích bất hủ vĩ di tộc đã kinh ngạc phát hiện ra rồi nhưng khi nó phát hiện ra hai bất hủ vĩ di tộc trong nháy mắt bị diệt thì vẫn còn kinh ngạc đến ngây người gì thế bất hủ cấp phong vương tuyệt đối là bất hủ cấp phong vương hơn nữa dễ dàng như vậy e rằng không phải là phong vương sơ cấp tối thiểu là bất hủ phong vương cao cấp khủng hống kim thư trong lòng hoảng sợ chẳng trách dụng cụ thăm dò không phát hiện nó chút nào máy thăm dò của bất hủ cấp phong vương khẳng định tiên tiến hơn ta nhiều nhưng đây là quái thú gì vậy chạy trốn chạy trốn chạy trốn khủng hống kim thư rốt cuộc bất chấp tên thiên tài nhân loại lập tức bắt đầu chạy trốn chạy trốn la phong cũng tựa hồ sững sờ rồi quay đầu nhìn về phía con quái thú bạc xa xa. Một người một yêu thú đều bỏ chạy ra hai phía. Hy vọng bất hủ cấp phong vương đuổi theo giết tên nhân loại đó. Khủng hống kim thư trong lòng gầm lên. Đuổi theo giết nhân loại đi, tại sao truy sát ta, đuổi tới rồi. Vù, thí ngô vũ rực chấn động, kim giác cự thú trong nháy mắt đuổi theo khủng hống kim thư. Dầm, cánh chim như đao. Ý định đầu tiên khi sáng tạo minh nguyệt sách là phương pháp công kích bằng cánh chim, chuyên môn phối hợp với thí ngô vũ dực chỉ hơi đổi một chút sẽ biến thành đao pháp nhưng hiển nhiên dùng thí ngô vũ dược thi triển thì tiện lợi và thoải mái hơn nữa cầu vồng màu bạc xé rách không gian khủng kim hống nhất thời bị chia ra hai nửa máu tươi và bộ phận trong thân thể văng tung tóe hơn nữa máu tươi và bộ phận trong thân thể ấy bị sức mạnh vô hình xâm thực chẳng mấy chốc hai nửa thân thể đã ngưng tụ thành một khối bất hủ thần thể tổn thất 6%. phần trăm khủng kim hống kinh hãi hoảng sợ đây là phong vương đỉnh cao là phong vương đỉnh cao nó là bất hủ phong hầu đỉnh cao. Muốn dễ dàng như vậy mà gây thương tổn tới bản chất của phong hầu đỉnh cao, phải có thực lực cấp phong vương đỉnh cao. "Tha mạng, tha mạng." Khủng Kim Hống truyền âm vội vàng nói. "Vút vút, vút vút." Kim giác cử thú vỗ hai cánh, lần lượt cắt qua, tốc độ nó quá nhanh, khủng hống kim thư vừa ngưng tụ thân thể lại một lần nữa bị cắt đi, trong nháy mắt đã tổn thất mất 50% bất hủ thần thể. "Tha mạng đi, tiền bối, đừng ép ta." khủng hống kim thư nóng này dao kim giác cự thú lần nữa công kích điều này làm khủng hống kim thư tuyệt vọng chết đi khủng kim hống gầm lên lập tức đem hết bất hủ thần thể còn sót lại tự bạo thần thể tích lũy mấy ngàn năm ngưng tụ thành ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ lúc này hoàn toàn thiêu đốt rồi nổ tung ra cơ hồ trong nháy mắt lực công kích vụ nổ đã tiếp cận với công kích của cường giả phong vương đỉnh cao ầm ầm bầu trời sa mạc trên 10 vạn km trong nháy mắt hoàn toàn bị xé vụn vô số mảnh vỡ không gian như dòng thác bị chấn loạn kim giác cự thú phát hiện khủng kim hống tự bạo cũng lập tức né tránh đồng thời hai cánh khép lại thí ngô vũ rực lớn lên một chút bọc kín cả kim giác cự kim giác cự thú bị chấn động đến mức hơi bay ngược lại mấy trăm km mới dừng được thí ngô vũ rực đánh tan trên chín phần lực công kích lực công kích còn thừa mặc dù trên giới hạn một vạn lần sức mạnh giới chủ nhưng trải qua tướng giáp làm suy yếu chín phần chỉ một số ít lực công kích còn thừa thì chỉ như gãy ngứa cho kim giác cự thú, vốn tự thân sức mạnh thân thể đã trên 6 ngàn lần giới chủ rồi. Vốn La Phong làm bộ chạy trốn cũng dừng lại, cho phân thân kim giác cự thú nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, rồi cho phân thân kim giác cự thú trở lại thể nội thế giới. Lợi hại Ý cảnh thần thú của ta đạt tới tầng 8, lại sáng tạo ra tuyệt học đỉnh phong. La Phong thầm nói, nhưng dù sao phương diện tố chất thân thể chỉ là phong vương sơ cấp, cả ba thứ kết hợp mới có được chiến lược phong vương cao cấp nhưng thí Ngô Vũ dược quá lợi hại, lượt không gian trải qua chuyển hóa mà sinh ra cũng thật đáng sợ, thật sự có thể thương tổn được thần thể của Phong hầu đỉnh cao. Tâm tình La Phong rất vui sướng, thu chiến lợi phẩm của ba gã Phong hầu đi, sau đó lại lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ, rồi nhanh chóng ly khai. Lãnh đạo yêu tộc trên chiến trường ngoài tinh vực xác nhận tin tức ở chủ đại lục Diễm tế đại lục đã phát hiện ra giới chủ nhân loại, giới chủ nhân loại có chiến lược gần như phong vương xem ra là một nhân loại siêu thiên tài, xếp hạng trong top 100 thiên tài giới chủ nhân loại. Nhìn kết quả do sinh mạng trí năng tính toán xuất hiện trên màn hình chiến trường, hai yêu tộc toàn thân bằng khôi lỗ đen đang ngồi đó. Có chiến lược gần như phong vương, hẳn là thiên tài tầng hạch tâm nhất của ngũ đại thế lực nhân loại, như giới chủ nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định, tuy có tới 100 người, nhưng phòng chừng có thể có một phần ba số có chiến lược gần phong vương đã là không tệ rồi. Một nam tử toàn thân màu đen, mình người đầu sư tử thấp giọng nói đích xác chiến lược gần phong vương trong những thiên tài nhân loại cũng chỉ có chừng trăm người thôi những thiên tài tuyệt đỉnh ở thời kỳ giới chủ tu luyện vài chục vạn năm tới cả trăm vạn năm về mặt cảm ngộ quy luật cũng rất ít người cũng đạt tới trình độ tầng thứ 18, rồi phối hợp với các loại thủ đoạn át chủ bài cũng có thể phát huy ra chiến lược gần phong vương nhưng chiến lược gần phong vương giết chết phong hầu sơ cấp cũng rất khó không ngờ thực tinh giới chủ vụ sa đảo có chiến lược bực này Lúc trước thực tính giới chủ cũng chính diện giết chết một bất hủ bình thường, chỉ là một phong hầu nhỏ yếu ở vụ xa đảo thôi, làm gì có chiến lược gần phong vương. Nam tử khác, mình người, 99 cái đầu loại nhỏ thấp giọng nói. Thiên tài nhân loại mỗi người đều được giữ bí mật nghiêm ngặt, khó mà phát hiện được một tên. Siêu thiên tài bực này mới là giới chủ đã mạnh như vậy, một khi trở thành thần linh bất hủ, xác định sẽ là bất hủ cấp phong vương, hơn nữa rất có thể là phong vương cao cấp, thậm chí là vương đỉnh cao. Đến lúc đó, hắn có bất tử chi thân muốn giết chết họ có thể phải trả giá gấp ngàn vạn lần bây giờ chiến lược mặc dù không thấp nhưng không phải là bất tử chi thân giết chết cũng dễ dàng hơn loại uy hiếp này nên sớm diệt trừ thì tốt hơn nam tử màu đen mình người đầu tư tử nói ươm um, nam tử mình người 99 đầu loại nhỏ gật đầu ta lập tức bẩm báo cho tộc để họ tuyên bố mệnh lệnh vùng ven chủ đại lục diễm tế đại lục trong băng sơn vô tận có một tòa cung điện cổ xưa không biết được kiến tạo năm nào song hiện ở đây đã trở thành địa bàn của từ khung vương thuộc yêu tộc đội trưởng gần đây tính tình không tốt lắm vừa rồi còn la hét cả đội phó chúng ta đi tới diễm tế đại lục cũng gần vạn năm rồi mà trước giờ chưa thấy đội trưởng buồn bực như vậy bao giờ ừ nhưng ta nghe nói đội trưởng sở dĩ buồn bực là có liên quan tới một thiên tài nhân loại nói thật không đó ta cũng không rõ ràng lắm chỉ nghe nói thôi hai khôi lỗi bất hủ yêu tộc lẳng lặng đàm luận với nhau hai người bọn họ là đội viên của tử khung tiểu đội vốn rất có uy danh trên diệm tế đại lục tử khung tiểu đội một trong những tiểu đội rất nổi tiếng trên diệm tế đại lục đội trưởng tử khung vương là bất hủ cấp phong vương yêu tộc hơn nữa có năng lực thuấn di đội phó kia cũng là một cường giả phong vương sơ cấp về phần đội viên dưới trướng cơ hồ mỗi người đều là phong hầu đỉnh cao người yếu nhất cũng là một phong hầu cao cấp đội ngũ như vậy đương nhiên danh khí phải lớn trên diệm tế đại lục đương nhiên mặc dù danh khí lớn nhưng vẫn chưa được tính là vô địch. Ở trong tòa cung điện này, một phụ nữ toàn thân màu đen, mình người màu bạc cùng với đầu hồ ly vô cùng xinh đẹp, trên người mụ có một tấm trường bào đen hoa lệ, khôi lỗi mụ cơ hồ không khác gì chân nhân, vẻ mặt, ánh mắt vân vân đều vô cùng hoàn mỹ. Khốn khiếp! Bố lạp tư khốn khiếp, dám khiêu khích ta, nữ tử mình người đầu hồ ly tức giận vô cùng, may mà các lãnh đạo tộc quần còn rất sáng suốt, có thể trách ta sao, suốt một năm qua, từ khi ta tiếp nhận nhiệm vụ, tất cả thành viên dưới trướng liên minh yêu tộc trên diễm tế đại lục vẫn không có một ai phát hiện ra giới chủ nhân loại cũng không thể đưa tin bảo ta làm sao giết sao mà giết chứ bố lạp tư dám nói ta vô dụng việc này trách ta được sao tên ngu ngốc này khẳng định là coi trọng quân công rồi giết chết một giới chủ nhân loại đại đánh đồng quân công với giết chết một phong vương cao cấp cũng khó trách hắn thèm thuồng đáng tiếc ngươi không được làm việc này tên ngốc từ khung vương thầm mắng trong miệng kỳ thật mụ cảm thấy cũng rất khó chịu. Mặc dù nói mụ có là một phong vương có năng lực thuấn di cường đại, nhưng đám phong hầu, phong vương đều có bất tử chi thân, kỹ năng cũng giỏi lắm là chỉ giết chết được một phong hầu đỉnh cao thôi. Cả diễm tế đại lục e rằng, không có lấy một bất hủ cấp phong vương nào dám nói mình tin chắc đánh chết được một cường giả phong vương sơ cấp. Đánh chết phong vương sơ cấp khó khăn cao kinh người. Do đó, giết chết một giới chủ nhân loại, lại có một quân công đánh đồng với đánh chết bất hủ phong vương cao cấp. Việc này tự nhiên là một công việc báo bở, làm người mở mắt. Từ khung vương tại diễm tế đại lục gần vạn năm kiếm được quân công e rằng chưa bằng một phần mười số này, do đó lúc đó nhận được nhiệm vụ, mụ vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng, mặc dù đang ở trên diễm tế đại lục, nhưng tộc quần yêu tộc cũng vẻn vẹn chỉ có hai phong vương bản tộc thôi, nhưng cả liên minh yêu tộc lại có tới 329 vị phong vương. Dù sao cũng có rất nhiều tộc quần phụ thuộc dưới trướng yêu tộc, còn có một vài mặc, dù không phải tộc quần phụ thuộc, nhưng ở vài vùng xa xôi, nguyện ý lấy thân phận một phần tử của liên minh yêu tộc để tiến vào chiến trường ngoài tinh vực lang bạt, vô số cường giả ngoại tộc dẫn đến việc dưới trướng liên minh yêu tộc có tới 329 phong vương tại diễm tế đại lục. Nhiệm vụ này làm người ra phải thèm thuồng. Nhưng nội bộ yêu tộc tự nhiên cũng muốn để phần này cho bản tộc mình. Tử khung vương có năng lực thuấn di nên mới được giao nhiệm vụ này. Lúc đó tử khung vương nhận được nhiệm vụ đã làm không ít yêu tộc ghen ghét, nhưng ghen ghét cũng vô dụng đây là lệnh lãnh đạo từ khung vương thật cao hứng mụ chờ đến lúc đi giết giới chủ nhân loại tất cả thành viên liên minh yêu tộc ở diễm tế đại lục đều nhận được mệnh lệnh một khi phát hiện giới chủ nhân loại đi một mình hoặc phát hiện ra giới chủ nhân loại thực lực sánh ngang phong hầu phải lập tức báo cáo cấp trên ngay một khi tìm được tọa độ chuẩn xác thì từ khung vương có thể thuấn di thẳng tới đó năng lực thuấn di một lần khoảng cách hai năm ánh sáng là rất nhẹ nhàng có thể nói cả diễm tế đại lục đều trong phạm vi thuấn di của từ khung vương mụ có thể trong nháy mắt đến bất kỳ chỗ nào trên diện tế đại lục chỉ cần tình báo tới mụ có thể lập tức tới đó đánh chết giới chủ nhân loại thu được quân công lớn một nhiệm vụ đơn giản biết bao nhiêu phế vật hệ thống tình báo rõ là thối hoác một năm rồi lại không có một tin tình báo nào tới vẫn luôn không phát hiện ra tên giới chủ nhân loại đó từ khung vương trong lòng phẫn nộ ngửi thấy rồi mà lại không ăn được đích xác rất khó chịu lãnh đạo trong tộc cho mụ kiếm được một khoản quân công lớn thế mà vẫn không có một tin tình báo nào giới chủ nhân loại ta không tin ngươi luôn không lộ diện liên minh yêu tộc ta cũng chiếm một phần tư cả diễm tế đại lục không tin không có một ai chạm mặt ngươi chỉ cần ngươi xuất hiện triển lộ thực lực ngươi sẽ chết chắc chết chắc rồi từ khung vương nghiến răng không có tin chuẩn xác phải chờ đợi là một việc đích xác rất khó chịu la phong lúc này căn bản không biết rằng mình thành mục tiêu trọng điểm của yêu tộc chết đi một cầu vồng bạc trói mắt đảo qua bầu trời hải dương không gian vỡ ra một vết nứt khổng lồ tựa như một con sông bạc dài che kín cả trời cao tên thần linh bất hủ ngoại tộc thấp bé ước chừng nửa thước bị cắt vỡ tên bất hủ ngoại tộc lúc đầu còn cảm thấy dễ dàng nhưng vừa mới bị cắt ra rồi ngưng tụ lại hắn nhất thời hoảng sợ vì nó phát hiện ra bất hủ thần thể đã tổn thất mất 18%. sao có thể sao có thể bất hủ phong hầu ngoại tộc hoảng sợ vạn phần giao giao chiếc cầu vòng bạc liên tục vài lần lóe lên tên bất hủ ngoại tộc vẫn không kịp chạy trốn rất cục điên cuồng tự bạo chiến đấu kết thúc phù trong dư âm của chiến đấu Là phong lơ lửng giữa trời phía sau đang có một đôi cánh chim màu đen từ từ võ vỗ bất tử chi thân thật khó giết lần đầu tiên ta tới chủ đại lục diễm tế đại lục bản tôn người địa cầu từng đả thương được bất hủ vĩ di tộc thật đúng là vận khí bất hủ thần thể của hai tên bất hủ vĩ di tộc đó phòng trừng vừa mới luyện thành còn rất yếu nhưng bây giờ loại bất hủ phong hầu sơ cấp mạnh hơn một chút ta nếu chỉ dựa vào đao pháp thì căn bản không thể làm hư hào bất hủ thần thể của chúng la phong lắc đầu dùng đao pháp thương tổn vài lần cũng không có hiệu quả vẫn phải dựa vào thí ngô vũ dực thí ngô vũ dực quả nhiên lợi hại mặc dù bản tôn người địa cầu thực lực kém một chút có thể khu động một lực không gian cực nhỏ của thí ngô vũ dực nhưng chỉ vài lần là có thể tiêu diệt một phong hầu sơ cấp rồi ừm đi thôi la phong thu thập chiến lợi phẩm sau đó đã phi thuyền vũ trụ thong dong ly khai ra khỏi nơi chiến đấu này trong phi thuyền vũ trụ la phong ngồi trong phòng điều khiển phi thuyền theo cách cũ máy thăm dò số một đóng chức năng ngăn che, nái thăm dò thứ hai vẫn mở ra như bình thường thí ngô vũ dược quả là tốt có thí ngô vũ dược bản tôn người địa cầu vốn chỉ có thể đánh chết bất hủ quân chủ bây giờ lại có thể đánh chết phong hầu sơ cấp rồi còn phân thân kim giác cự thú càng có thể đánh chết phong hầu cao cấp rồi hơn nữa thí ngô vũ sực còn có thể làm cho địch nhân không thể cảm ứng được thực lực chuẩn xác của ta chật chật la phong cười vui vẻ lúc trước đi tới chủ đại lục diễm tế đại lục sau khi giao chiến với khủng hống kim thư vĩ di tộc bất hủ la phong đã ý thức được một vấn đề cường giả ở chủ đại lục diễm tế đại lục quá nhiều không giống vụ sa đảo phong hầu sơ cấp có thể xưng vương xưng bá tổng cũng có mười mấy phong hầu còn diễm tế đại lục nghe nói có cả ngàn phong vương đây là sự thật mặc dù bất hủ cấp phong vương bản tộc nhân loại trên diễm tế đại lục cũng vẻn vẹn chỉ có ba người nhưng còn có rất nhiều cường giả khác từ các tộc quần phụ thuộc nhân loại rất nhiều ngoại tộc thông qua liên minh nhân loại mà tiến vào chiến trường toàn bộ cộng lại phải có tới mấy trăm phong vương dù sao họ cũng có mấy ngàn tới trên vạn tộc quần bình quân 10 ngoại tộc có một phong vương tới diễm tế đại lục làm số lượng phong vương rất nhiều diễm tế đại lục tứ phương cộng lại phải có tới trên ngàn đương nhiên so sánh với vô số bất hủ quân chủ trên diệm tế đại lục thì số lượng cường giả phong hầu phong vương vẫn rất hiếm có rất nhiều cường giả trên diệm tế đại lục ta đánh chắc lạt vạt trên vụ sa đảo cũng không tồi nhưng tới trên diệm tế đại lục lần lừa tác chiến với các phong hầu đình phong không biết chừng chạm mặt một phong vương sơ cấp vậy rất có thể sẽ làm ngoại tộc truy sát sư phụ cũng nhắc nhở ta về vấn đề này rồi phải làm sao bây giờ la phong lúc đó đó cũng suy tư chẳng mấy chốc đã nghĩ tới một chủ ý thí Ngô Vũ Dực, thí Ngô Vũ Dực chính là một kiện trí bảo trên người Kim Giác Cự Thú có thể che giấu khí tức bản thân Kim Giác Cự Thú, ngược lại có thể phóng thích uy áp tự nhiên làm cho địch nhân sẽ nhận định Kim Giác Cự Thú là một cường giả. Cùng một đạo lý, thí Ngô Vũ Dực trên người bản tôn người địa cầu tự nhiên sẽ được che giấu khí tức bản tôn người địa cầu. Ta thật thông minh, bản tôn người địa cầu dung hợp thí Ngô Vũ Dực phóng thích ra những tia uy áp ngụy trang thành uy áp của phong hầu đỉnh cao phân thân kim giác cự thú xung hợp với thí ngô vũ dực phóng thích ra uy áp còn mạnh hơn nữa làm như vậy một phong hầu nhân loại đỉnh phong tự nhiên cũng rất bình thường la phong lúc đó rất sung sướng lập tức la phong dựa theo kế hoạch mà làm lang bà trên diễm tế đại lục kim giác cự thú và bản tôn người địa cầu nhất thiết không thể đồng thời xuất hiện một loại chiến đấu là để cho bản tôn người địa cầu đi chiến đấu vậy kim giác cự thú tuyệt đối không được hiện thân trừ phi gặp phải nguy hiểm đặc thù loại chiến đấu này chuyên môn dùng để mài rũa đao pháp nghiên cứu minh nguyệt sách còn có loại chiến đấu khác bản tôn người địa cầu không hiện thân ngay từ đầu đã là kim giác cự thú xung hợp với thí ngô vũ dược gạt hái loại chiến đấu này chủ yếu là giết chóc tích lũy quân công dù sao kim giác cự thú dùng để kiếm quân công thì hiệu suất cũng rất cao hai loại chiến đấu một loại tôi luyện đao pháp một loại tích lũy quân công la phong sống trên diễm tế đại lục cũng khá thông khoái sau khi trận chiến với bất hủ vĩ di tộc chấm dứt một năm hắn đã chiến đấu 6 trận, gặp trên 10 bất hủ ngoại tộc, trong đó có 3 trận là bản tôn người địa cầu đi đánh, có 3 trận là kim giác cự thú đánh, tổng cộng giết chết 5 tên phong hầu và 3 bất hủ quân chủ. Hiệu suất đích xác rất cao. Phong hầu sơ cấp căn bản không thể tôi luyện đao pháp của ta, tìm một tên cường giả, cỡ phong hầu cao cấp, chuẩn bị chiến đấu một phen, La Phong rất hưng phấn, trong vũ trụ chiến đấu đủ loại với ngoại tộc, lúc này có phương thức chiến đấu khác hẳn đích xác làm cho La Phong có một loại hưng phấn và chờ mong. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh truyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.